Chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Và ok các bạn ơi, chúng ta tiếp tục với Arca Ascendant mọi người ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Kuraptor. Thằng này hơi khôn nha, này không ngu nha. Con này là cùng theo chân mình ở tập trước. Và tập này thì mình thêm một chút gọi là những thứ quái vật vào trong cái map này mọi người ạ. Thì các bạn biết rằng thì ở góc nhìn ở trong cái map mới này thì nó nhìn đôi khi là nhiều khi là nó kiểu nó nhanh hơn so với bình thường các bạn. Còn những cái map gọi là map bình thường như lần trước thì nó không có khác này này tí nào cả, do này lần này nó thay đổi khá là nhiều thứ mọi người. Nó từ góc nhìn tới nhiều cái đồ họa game cũng như là thay đổi rất là nhiều, và mình cần phải setting game mình cho nó chuẩn một tí. Video cái này để mình chỉnh lên 120 fps thử coi coi như thế nào. Simulation này là chạy để auto đó, cái lúc đầu là để cân bằng mọi người ạ. À, cứ để cho nó chạy thử coi như thế nào mọi người ạ. À, live blom thì để tắt cũng được mà để cũng được mọi người. À, live blom thì để kiểu nó bị chói hơn nè, nó chói hơn đồ họa, kiểu tắt live blom thì nhìn kiểu nó hơi xấu hơn á. Trời, bớt thấy không, mấy con combi này một con không cắn nó nha, ba con nó cắn nha. Láo láo mày, cà chớn hả mày, vô nồi hết. Ok, tắt lại blom mọi người ạ. Để mình sub blur hả, để mờ hả, để coi nha. Tắt lại blom thì đỡ bị... À, cái kia kiểu đưa đưa qua đưa lại mọi người, cái blur là mờ mọi người, kiểu mình đưa nhanh thì nó sẽ bị mờ này mọi người thấy không. À, mình tắt cái đó đi thì mình đưa cái góc nhìn nó sẽ đỡ hơn. Ok, như vậy nhìn mờ hơn rồi mọi người, nhìn vậy cho nó đỡ đi. Ồ, Raptor đồng quá, Raptor đồng quá. Nó đồng quá mọi người. Đồng quá, không thể nào làm gì tụi nó mọi người. Tuy rằng đồ mình rất là ngon, nhưng phải ngon thì đâu ngon, chưa. Chưa gọi là gì ngon cả. Ui mẹ, cano nè. Ê, nhưng mà... Ôi trời ơi, khu này cano không vậy? Cái góc nhìn sau giờ nó kiểu nó rộng hơn mọi người ha. Họ nó dí mình rồi đó. Tính ra chúng ta phải bay lên trời thì nó đỡ hơn mọi người ạ. À, chứ đi này nó rất là nguy hiểm các bạn. Rất là dễ cúc mọi người ơi. Đấy mọi người thấy không? Một bầy thằng 5-6 con Raptor không à. Không ổn tí nào mọi người ơi, chết cha rồi. Ôi không ổn tí nào mọi người, chết con này chết đấy. Ôi, stamina thấp quá mọi người ạ. Trời ơi, coi mọi người thấy không, rất to kìa. À, mình mấy con level 20 mình chơi được. Cắn chí mẹ ghê. Mày, lì không? Lì không? Piranha cắn không mọi người ạ? Cái hồ này Piranha quá chừng. Chờ mày chờ không? Mấy con Piranha cờ hó này. Ui, ghê không, ghê không? Bu vô quốc mình liền luôn. Ai phải ăn ăn thịt vô chắc đã. Mấy này là quay nó bị khủng long dí hay sao á. Mình nghe tiếng khủng long nó, tiếng Raptor nó gầm mọi người. Đây, 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 đây. Đi một mình dưới đó là bị mấy con Raptor đập quá mọi người ơi. Khu này Raptor dữ ơi. Ở trên trời nó có con nào bay bay có cái bóng rồi thấy không? Mà quét rồ mọi người ạ. À, khu này Raptor quá nhiều các bạn ơi.
kiếm cái khu nào nó gọi là ổn ổn chút coi, chứ đi mấy khu này mình thấy à dễ dàng à, chết chóc mọi người, chết chỗ này là kiểu tìm xác không được đâu á, vô sâu khu vực này quá. Ơi bên kia có gì gãy cây nữa kìa. Bọn quýnh nhau y xè bở luôn hay sao mà giờ cây đồ nó gãy. Mình đang ở map bản đồ như thế nào nhỉ? Trời ơi. Bản đồ này hơi cúc quá mọi người ơi, bản đồ này rộng lắm các bạn ơi. Để coi kiếm cái vùng nào rồi nó an sẽ toàn làm căn cứ không quân coi nào. Lần trước là chưa bắt được con bờ tornado đúng không? Dính ngay, dính ngay. Rồi rồi, sập bà che liền. Level 5. Trời ơi, level 5. Level 5 bắt không ta. Mình phải đi trên mấy con raptor này cho chắc mọi người ạ. À. Đi bộ hơi ớn quá à. Level 5 hơi củi mọi người ạ. À. Con này màu đẹp nè. Đây, level như đây. Level 10 hả? Level 10 nó hơi cùi mọi người ạ. À. Lấy bắt luôn ta, level 10 nó cùi quá mọi người. Nó ngồi nó ngáy mọi người thấy không? Ta cần thấy có con bờ tê nào xịn xịn hơn chút, bên này cùi quá, level thấp quá. À nhìn vô mấy cái này, nhìn vô mấy cái chỗ chết mình xóa đi được mọi người ạ, để sắp mất mấy đầu lâu nha. Chết quá, quê quá mọi người ạ. Vùng bên kia cũng có raptor mọi người ạ. À quá là khó, quá khó. Con này level nhiêu ta? Rùa biển bắt bớt mấy con rắp to xịn xịn nè. À lộn, con bờ tê xịn không biển nè. Rồi là bao ngầu luôn. Lè 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 lè, cắm dư cui dọc nào. Đây là 20 nè. 20 thì cũng sụi thôi chứ mấy chục. Rồi, ok, gỡ bola cho mày nè. Quýnh cho mày cắt, quýnh cho mày, quýnh cho mày, quýnh cho nó mất máu. Thêm main effect là 46%. Tem hơi nhiều ấy, nhưng mà mình chưa biết nên dùng con nào nữa. Mà cứ để cái tem đi. Con này stamina cho chạy cho nó dữ mọi người. Chạy hơi yếu á. Này khủng long dí là không biết đường mà chạy luôn. Bữa giờ mình lượm được thịt ở trong cái kia mình giờ mình đi gọi là ngao du tới giờ luôn á. Mình mới thêm mấy con Horizon vô mọi người ạ. À bên kia có Temmit rồi kìa. Ok ok, ra đây ra chơi nào, chơi nào, chơi nào. Trời ơi con này yếu vậy, con này... Ủa sao Raptor mình đang quýnh mạnh, quýnh cái đầu à. Level thấp quá mọi người ạ. Dính chân, dính chân, dính chân. Con này 23 được nè. Con 23. 23 được phải ổn hơn nè. Bắt hết mọi người ạ. À.
Thôi mình bỏ rờ đứt bít. Mười ba chơi được không trời? 13 nắp to bữa mất cái yên kia mất tiêu rồi. À bữa yên chưa làm xong mọi người ạ, yên chưa làm xong cần phải có chi tin. À ok biết rồi nha, biết chi tin kiếm đâu rồi nha. Hồi nãy là mình thấy có con rùa, có con rùa bên đây mọi người ạ. Rùa thì kiếm chi tin được khá là nhiều đấy. Rồi con kia lên level luôn rồi, kia lên level luôn rồi. Rùa ta, rùa biển của ta, nãy thấy mới thấy rùa biển của ta. Kiếm khứa rùa là kiếm được mớ chi tin mọi người ạ. À. Chứ không mà mình phải bay lên núi rất là cực. Ủa này lên cấp được chưa? Đâu ta nãy hát rùa mà đóng tiêu trời. Raptor nè. Ui chết bà, nó tội pha mọi người. Ui dụ. À góc này quen quá ta. À, đây mọi người, con alpha mọi người ơi. Giết con này đồ nhiều lắm mọi người, giết này đồ xịn lắm. Cắn nè. Rồi qua cho mình đây. Tự nhấn thấy đạn mọi người, mình nhấn lộn, mình nhấn nhảy đó mọi người ạ. Ghê chưa. Ui, đu, nó cắt đau lắm mọi người ạ. Máu cũng đỡ mọi người ạ. Sáu chứ. Chơi được, cắn mình vậy chơi được. Ui, nó có phần trăm mọi người rút máu hay gì mọi người, rút nhanh dữ vậy. Mày. Ui, đồ này hơi xịn quá người ạ. Ghê chưa, giết con Raptor được cái gì đây, Gì vậy? Mày muốn chơi à? Muốn chơi à, tao bắn cho rụng bây giờ. Nó láo thiệt mọi người á. Để coi mình có cái đồ gì nè, nãy mới. Ui, nhặt được cái nỏ 132% mọi người á. Ui, cái này xịn hơn, rớt bola mất tiêu rồi. Để mình crush ít cái mũi tên coi nào. Mũi tên chúng ta cần flint. Khu vực này là ok rồi đó. À, quên đi kiếm con rùa các bạn ơi. Ok, kiếm con rùa. Mày. Lì. Có cần flint đúng không?
Lấy ít thắt nè. Flynn chúng ta sẽ qua đập cái đá này nè. Ê, theo tao chắc mày, theo tao người ta chạy lên người mày. Flynn này hơi nhiều rồi đấy. Rồi, chúng ta cần thêm ít fiber. Mình đã... Ở trong đường mình mới thấy con gì to lắm mọi người ạ. Từ đi nhá. Chúng ta cần chế một ít 2 giây này nè. 52 một tên à, cũng được ấy. Level 25 mà không lấy đâu, không bắt. Ai giết con này hình như là cũng có chi tin phải không ta? Mày cà chớn, tao không quýnh mày quýnh đó mày. Cà chớn, cà chớn. Mình chưa bắt mà con kia đi dám bắt mọi người hả? À? Láo thật chứ. Con này có chi tiết mọi người ạ? À? Nó không có mọi người, hai mấy à. Quýnh lộn với con kia đó, quýnh lộn lên trời luôn rồi đó. Rồi, hay lắm. Xuống đây nào. Đấy, xuống đây đây, xuống đây đây, tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung đây nào. À, đúng rồi, đúng rồi. Tập trung ở đây. Tập trung nói gì quýnh lộn nha. Khứ này dám cắn lén rồi, có hai ly mọi người ạ. Mày hai ly chụp chân mày lại cắn nè, giết hai ly này mọi người biết chi không? Lấy cái ổ đó mọi người ạ. Ôi chết con bt mình luôn mọi người thấy không? Đây 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 mày lên đây mày lên đây. Tao chụp cái đầu xuống. Ê, né được luôn à. Né nè, có lông nè, có phu nè. Đấy, chúng ta sẽ có được ui, mớ đồ trắng chơi mọi người ạ. Ủa hai ly rất là nhiều đồ nha. Đây mọi người thấy không? Cực kỳ nhiều đồ. Mình hơi tham gỗ rồi đó ta, gỗ đâu cần thiết đâu. Mình nghĩ là mình phải drop bớt gỗ đi. Ồ sao mình dùng được nha. Dùng gỗ đúng không ạ, gỗ nhiều nặng lắm. Giờ vẫn chưa kiếm được cái rùa đó ta, cái mớ đồ mà giờ chưa có rùa nó chờ. Ok mình sẽ kiếm rùa trước nha. Kiếm ế quần luôn, cuối cùng gặp được bà rùa đây mọi người ạ. Rùa đây trâu đúng nha. Không sao nhưng mà nó quýnh mình có 4 máu mọi người ạ. Trâu gì bằng rắp to nó cắn được mọi người, rắp to nó cắn nhanh chết lắm. Mày. Rồi, tìm được cái kia nó đọc tới cục binh luôn. Rồi, tới công chuyện. Ôi, ba máy chi tin nè các bạn ơi, hơi ít nha. Hơi ít nha, trời. Chế cái in con bờ tên Adon này tốn giả mang trời. Tốn giả mang đồ luôn. Rùa chi tin cái tin đồ nhiều kinh luôn mà. Ít dữ vậy ta. Làm nãy giờ mình đi tìm chết mồ luôn các bạn ạ. À.
được con rùa, lấy được có ba mấy cái à. Hồi tí này rất là nóng quá nè mọi người thấy không, mình dưới nước mà vẫn bị mày vô đây đi ra nhà nhiều dữ trời. Đậu xanh nó quay, nó không cho mình quay góc lại mọi người ạ. À. Tao chơi tụi bay luôn nè, tụi bay vô đây. Cúc hết chưa? Mấy người nhà rất láo nha. Tới đây. Cắn sau lưng mình không mọi người ạ? À? Người coi nó khôn không? Mày cắn khôn nè. Mình luyện Raptor, mình lên level cháy xe máy luôn. Sợ đĩa mọi người ạ? À? Mình vẫn chưa tìm được mấy con nào có nhiều chi tin ta hay là vô dụng đặc biệt, nhưng đặc biệt phải có bay mọi người ạ? À? Bay bắt đầy bay nó có thứ, giờ vô cưới Raptor là chết mọi người ạ? À? Raptor không trâu được. Đứng bóng mát nè mọi người. Nắng quá mọi người. Tăng một ít. Trời mọi người thấy không? Máu nó xuống nhanh ghê chưa? Rồi. Chúng ta thấy một sinh vật mới hoàn toàn ở trong đây nè mọi người. Một con Robo các bạn á. Sướng chưa các bạn? Ui gì ba? A đù. Ui. Gì vậy trời? Cái này bắt được không ta? Ui này, ui nó mạnh lắm. Ui đừng. Ê. Rù. Ơi con này gần chết luôn mọi người. Chạy. Ui nó chạy. Ui. Ôi bạn ơi. Mẹ ơi cái gì ghê vậy? Ôi, phiên tuyển duy nhất của mình á. Các bạn thấy gì ghê chưa? Nó mất tiêu rồi. Hình như nó biết bơi mọi người. Đậu xanh làm xém nó cúc nó con Raptor mình luôn rồi. Ăn vô. Ủa ơi. Mình nghe tiếng của nó mọi người. À nó bơi đây nè. Lùi. Ôi. Ôi sợ quá mọi người. Lùi một chút đi mọi người ơi. Ghê quá. Đây là sinh vật mà mình đã nói với mọi người, đó chính là Horizon. Chắc nhiều bạn có thể biết, nhưng mà nó được đưa vào Ark Survival và đương nhiên mình đưa nó vào Aroka mọi người ạ. Mình rất là thích mấy cái đó mọi người ạ. Rồi, con quỷ, con quái vật mọi người. Nó level nhỏ mà nó mạnh dữ trời, nó quýnh ghê lắm. Mình thiếu fiber mọi người. Đang ở dưới chân mình nè. Ôi thôi. Di chuyển chạy là thượng sách mọi người. Không quýnh được bọn này. Chúng ta cần mạnh hơn để có thể tiêu diệt được bọn này mọi người. Mình không biết là có thể quấn dây đặt cho nó bất tỉnh được không. Nhưng mà giờ
không biết cách timing con đó mọi người ạ. Chưa biết cách timing nha. Ủa, các bạn hay cuốn chưa? À, riêng mình là rất là hay cuốn rồi đó. Cái giờ bây giờ dù gì bây giờ chúng ta phải tìm một cái phương tiện gì đó để sinh tồn trước đã, giờ rất là khó mọi người ạ. Trước tiên là thịt con rùa. Hy vọng con khứa nó không còn dí mình nha. Ok, kêu con rùa trước đã. Lấy một ít đồ mọi người ạ. Cắn vào đầu nó để được gây làm tới được tối đa nha. Con này to thế. Ui mẹ ơi, nó tới kìa, nó tới. Ui. Rồi thôi 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 mọi người ạ. Cúc thật sự mọi người ạ. Rồi xong rồi, dáng này còn như xong tôi rồi. Oh my god. À, chết rồi, mình chết ở đâu nhờ? Lát nét chết khúc này luôn mọi người. Căng rồi. Ui, random ở chỗ này nó mới chết chứ. Xong đời rồi các bạn ơi, này căng quá, bị robot quỷ dí rồi. Chiến binh cuối cùng của mình cũng đã gục xuống rồi. Ủa tới bây giờ không có khả năng mọi người ạ. Gặp con quái vật Horizon, con quái vật tên Oversight mọi người ơi, nó kích hoạt chế độ thần thánh bay như chim thế này chịu. Rồi giờ phải lấy lại mớ đồ mọi người, đồ mình nhiều lắm mọi người, rất to đồ của mình. Mất ngay con chiến mã rồi. Chết rồi sao ta? Bây giờ rất là khó mọi người ơi. Nãy chế đồ không kịp cái bola, không biết con nó bị dính bola không. Chết rồi. Căng dữ ta. Lát đét của mình chỗ nào nhờ? Ok, đúng hướng này mọi người, hướng này đúng rồi. Trời ơi, gặp ngang quái vật mọi người. Mình nghĩ nó hiền mọi người, nó chơi nó bật chế độ nó dí, nó bật chế độ ông nội lên dí, không cản được các bạn ạ. Mình nhớ không làm nó xác chết của mình bên kia mọi người. Sao nó không hiện cái xác mình lên ta? Ôi, con khứa đang canh mọi người. Cha rồi. Mình không dí nó không quýnh mình đâu ha. Mình thấy nó rồi mọi người, mình phải lấy đồ của trước đã. Nguy hiểm dữ ta. Đây là con nhỏ mọi người ơi, chưa gặp con to nữa. Xác của mình đâu ta? Thế nào trời? Xác rất to, nó còn rất to nữa mọi người. Mày vô đây. Còn rất to nữa, còn rất to nữa các bạn ơi. Xác rất to đó ta. Cha mày con cờ hó này. Cái gì? Level 112 á.
Quýnh nó đi. Xác rất to đó ta, xác rất to nhiều đồ xịn lắm mọi người ơi. Kia chơi được mọi người ơi, con kia quýnh được á. Bật chế độ phiên bản, bật đèn pin lên dí mọi người thấy không? Đã nói chứ, bây giờ tôi cần tìm cái lên đây làm cái túi ngủ mọi người, lên làm túi ngủ mọi người. Lên làm cái túi ngủ gấp mọi người. Chết chết thì còn về đây được. Đậu xanh thiếu fiber nữa chứ, quái. Không phải cái này. Dũng đi. Fever ít dữ người ta. Để cho tôi đúng lột. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, Raptor đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ai trời ơi, thương bé Raptor nhà mình quá. Cúc, trời ơi, Cúc ở đây luôn mới nhục chứ. Chúng ta cần chế túi ngủ đó mọi người, cho nó qua nó quất robot kia đi mọi người. Mình không có khả năng, giờ không có khả năng bắt được mọi người, nó chơi mình chết nữa. Rồi rồi, phải xây cái bay tạm thời cái đây thôi. Crafting nè, bây giờ mình cần phải xây nhà mọi người ơi. Không thể mình sẽ chế ít đồ. Rồi. Ủa chơi nó xong rồi hả? Ghê vậy mày. Trời ơi, trời 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 trời. Nó chơi chết được robot rồi mọi người. Ai à, đùa, đùa fan, sao mà giết được nó hay vậy? Quá lụm đồ, quá lụm đồ, quá lụm đồ. Ai chà. Con này nó cắn chết lắm to mình này, cũng để mình giữ á trời. Đâu mày? Trời ơi, đồ nó hơi bị cháy nha, được nha. Chiến mã level 100 mấy luôn hả, được. Vô đội của anh thôi, cưng được lắm nha. Được á, bảo vệ ta, bể với tao. Trời ơi, con này mạnh quá, một con này level cao thế. Đớp mình cái là giờ. Ừ, được nha. Trời ơi, làm tôi sợ, tao đi khoanh vùng lãnh thổ. Ok ok, được đấy cưng. Lên vai anh nào. Lên 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 lên. Mày cấp đồ tao, mày làm đệ của tao luôn cũng được đấy. Khá là ổn. Ai trời. Mình con nãy mình săn trúng con robot quái vật robot dí mọi người á. Nhiều lắm mọi người ơi, rất là nhiều, nhưng con nhỏ con nó bắt được ngon lắm á mọi người ạ. Nhưng mà làm sao bắt được mấy con đó ta? Mình vô crafting coi mình có cái chế độ bắt được nó không, chứ giờ mình yếu quá các bạn. Mình chưa có cái gì cả. Oh my god. Ở nè, ở nè. Ui, cái gì ta? Cái này có thể bắt được tụi này hả? Ghê vậy. Gì đây? Máu. Kích bồ. Cái nào nhờ? Ờ, ở đâu ta? Từ 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 mọi người. Mình
thấy cái đặc biệt của người á. Bấm nào ra trời. Bấm nào ra nha. Biết luôn mọi người à, từ 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 vô cài đặt coi. À, chết được nè. Dino model can be sử dụng target party. Ui, là cái này là sao ta? Hay là mình phải bắt được nó mới dùng được mọi người. Metal sheet nó kìa là cái gì trời? Mấy thứ quái gở không hiểu luôn á. Chắc là qua phải xây cơ sở rồi mọi người, không thể xây dùng này để nhục quá. À, đi kiếm dùng đó mọi người. Này nói chung là ỉa trong quần hết rồi. Nói chung là qua nó bị tấn công, bị kẻ thù tấn công quá nhiều. Thì cúc, nói chung là cúc hết rồi đó. Có oi luôn nè, có oi là hơi xịn đó nha. Rồi chúng ta cần phương tiện để bay mọi người. Giờ có con bé, con đệ tử rồi, nhưng mà giờ thiếu hụt phải mưa thôi, không bắt cái gì nói tức, nó nói tức binh luôn rồi. Ok nói đi. Trời, bây giờ là mình phải đi bộ các bạn ha. Tăng tăng bước quay đi ha. Cân nặng tí đi. Nãy định say phâu tình cái đó mà ai ngờ đệ của mình nó level cao quá, nó cưng chết nhỏ kia luôn mọi người ạ. Giờ mình nghĩ cách sao mà mình kiếm được con khác, mình bắt cái con đó mọi người, mình thấy nó đẹp quá trời luôn á, mà nhưng mà nãy không dám bắt mọi người ạ. Chúng ta sống ở bờ biển như thế này thì rất là nhục nhã các bạn ạ. Their target quickly loses speed and stamina from blood loss, drowning if it cannot breathe underwater. Like many of the smaller cái này không fish cho chỉnh found console ta. around the island, Chỉnh console kiểu trời tối mình chỉnh cho nó qua nhanh trời sáng á. but it is often herded Chắc mình phải in cài chỗ nào đó mình không biết các bạn ơi. In particular, certain cuts of Oncorhynchus meat are considered to have superb quality and are often referred to as prime fish, used for specific Trước tiên là cần phải có lại con thú con raptor mọi người ơi. Bây giờ mình bắt lại rắp to thì dễ đấy. Hoa đẹp vậy. Con này không biết turbo bao nhiêu mọi người. Con rùa này. Bắt rùa hả? Bắt rùa làm gì? Rùa phế lắm. Mất cụ và rắp to của mình hơi tiếc mọi người ạ. Chết rắp to xong. À có cách rồi mọi người. Trời ơi, bắn cái đầu cái là máu quá trời luôn. Bắn cái chân của nó như nó. Bây giờ không, cái không chạy. Cái chân nó cũng mất máu gì luôn. Mày, hả vừa chỉ tao. Chỉ tao mày. Ba chi tiết mọi người ạ. Này cùi nha, 13 chi tin nè. Giết nốt con kia luôn nha. Gì vậy mà hụt kìa. Sậm liền, chả mũi tên đây. Mười da này, da mình chế mình cũng không cần da lắm. Giết mấy con rùa nè mọi người ạ. Ôi, chết nhanh ghê mọi người ạ. Để mình nó quýnh kinh thiệt chứ. Ghê ghê ghê. Đợi của mình nó khá là mạnh mọi người ạ. Mình không biết chết được. Bờ tê cho ta. Ê ê, mắc dạy nha, mắc dạy nha, mắc dạy nha. Mắc dạy nha mày.
mắc chạy nha mày. Mày cấp thôi, nước sâu quá. Vẫn chưa tìm được cái khu nào gọi là thiện lành cho mình ở mọi người. Cần phải lấy đi về. Bay qua cái mập đớp chết luôn kìa. Ok, được, 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 sao, sao, sao. Bà ngửi không, bọn kia nó chết đó mọi người. Đệ tử mình nghĩ là cùi nhưng mà cũng ổn phết đây. Tính làm túi ngủ nhưng mà chắc mình nghĩ là giờ là mình đủ chế của con bờ tê đó mọi người ạ. Rất to nè. Ui, ít nữa mọi người ạ, còn ít nữa. Nên phải gây chiến à. Mày, tao có dư đệ tử rồi, không không thể chấp nhận thêm mày nữa đâu. Chiến đi. Hai mươi chi tinh hả? Chúng ta lại level nhiêu đây? Ui, con này ngon, con này ngon, con này ngon. Đấy rồi, con này ngon, level 60. Turbo trâu mọi người thấy không? Được luôn. Đây rồi, chiến binh mới, con này xứng đáng được chế yên nè mọi người. Con này cấp cao mọi người ơi. Bờ tơi, bờ tơi Nadol, sách đồ chuẩn chưa? Rồi, công sức mình đi cày nãy giờ mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng may mắn thì cũng xong rồi. Bây giờ farm lại ít fiber thôi nè. Mình chơi chế độ nó cũng khó, nó không có dễ dàng đâu các bạn ơi, cũng hơi khó đó. Mấy cái đọt chuối này nhiều fiber phết nhỉ. Ơi, mấy cái cỏ ra fiber à. Ai, cái cỏ nó farm được à. Phải farm fiber đâu, farm từ đây mọi người á. Đúng luôn mọi người, fiber mấy cái cỏ chanh đó mọi người. Rồi, dọn rác tới bên luôn. Ui, fiber như này thì chúng ta phải nâng cao lên tầm around potion mọi người ạ. Potion nè. Around cái gì ta? Narcotic đúng không? Đúng rồi, narcotic nè, narcotic nè. Around nè. Trend đúng rồi, trend. Chế mấy mũi tên này cũng khá là cực đó các bạn ơi. Chúng ta cần phải xây nhà và chuẩn bị mình có phương tiện bay rồi. Ôi, thấy không mọi người, thấy không, thấy không? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta phải chế cái túi ngủ bên đây mọi người. Phô tình mình cho bằng gỗ cho nó ngầu đúng không? Đá luôn. Năm cái mà bay nhục dưới trời. Lên cao xuống thấp nè. Thiếu gì đây? Tech. Tech. Ok, tech thì mình đâu thiếu. Chết cha lộn rồi. Ôi, cây gãy đẹp vậy. Rồi, 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 thấy rồi đó. Ok, fan. Được luôn, được luôn. Đồ chơi của mày đây. Đấy. Mà thấy con thú bên kia mọi người ơi, mà thấy nó bên kia rồi. Cái nó đi. Trời, cái thách nhà thách đẹp dữ vậy.
làm túi ngủ nha, làm túi ngủ nha, chứ để cúc nha. Đây rồi, đồ đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ mọi người ạ. Để vô góc rồi đi. Rồi, ok. Cho cái túi ngủ ra. Đấy, như vậy đồ này đủ chơi rồi đấy. Cho còn để nhà cạnh nhà nha mày. Nặng dữ vậy ha. Vác này nặng phết nha. Yên rất to hả? Chưa cần thiết mọi người. Mình chơi tay thôi mọi người, mình không biết chơi tay nó chơi được không đây. Chơi cái rương đâu mọi người, lỡ chết đi hết đồ nó. Chết đâu rồi nhỉ? Ủa cái rương là chết mà ta. À store mọi người ạ. Store. Ok, chế hai cái rương để đồ mọi người. Ok, để đồ vô. Ôi, cái rương này nhỏ thế. Quên lấy cục tên rồi chứ. Cất bớt thịt ở nhà đi ha. Cầm ít thịt theo thôi. Cái chày này quan trọng nè. Repair rồi ta. Fiber và wood hả? À, cái fiber cầm theo đi. Rồi, ok. Chơi thôi. Đâu rồi ta? Đâu nhỉ? Tôi thấy nó đang rồi ta. Kìa rồi. Chúng ta lại gặp này con đầu tiên mọi người, chắc vô vùng sâu vùng xa con khác nó khủng hơn á. Nó đi gãy cây luôn mọi người thấy không? Đâu trời. Bắn đếm rồi đang hồng ngoại rồi mọi người thấy không? Bắt được. Gục. Bắt được mọi người ơi, ăn thịt ông. Boot food in the battle team. Lấy gì tên nó chạy. Con này ăn gì ta? Why? Con này overshot hơn giả. Này bắt lấy dịp tem nó chạy. Thịt không ăn, ăn đá mày. Ăn đá mày. Con không biết ăn gì mọi người. Turbo 600. Nó mở đèn nó rộn thấy không? Ghê không mọi người, rỡ đèn kia mọi người, đèn đỏ là đèn dí mọi người ạ. Con này ăn cái gì ta? Hay là ăn cái này ta? Không phải cái bồ đâu. Hay là ăn mấy cái đồ điện, mạch điện hồi nãy ta?
Về nhà coi coi. Bắt được ngon lành liền. Giỡn mặt hả? Trời ơi, canh mày nãy giờ. Tính là nó cũng yếu mọi người ạ, à. Tính là nó yếu, tính là nó chưa mạnh đâu, tính là nó không có ngon đâu. Ấy ạ. Xanh con này nhà chó này. Sao mà nó cầm Ủa sao mà nó cầm cái vũ khí được trời? Bắn gì nó chuyển sang UDK luôn mọi người, không chỉnh đồ ra được. Rồi đây, chúng ta sẽ cần, mình nghĩ là cần mấy đồ công nghệ như là cái này để bắt nó hay sao mọi người, có thể là như vậy. Còn gì đâu cho ăn đúng không? Cái thứ cho ăn rồi. À mày bỏ này xuống cho tao cái này 20 kg rồi. Ăn gì ta? Ăn ngồi không? Con này không biết ăn cái gì mọi người ạ. À? Ăn mấy tổ không? Khó vậy ta? Ăn đá không? Ăn thịt thối không? Trái cây. Ăn gì ta? Anh lại muốn ăn đấm mày. Ăn cái gì đây? Ăn cái gì đây? Có đồ chế tạo ra nó hay là mình chế tạo cái này trời? Hay là cái này nhờ? Acid for struck, cái này là kiểu như chế cái yên của nó hay sao các bạn ơi? Còn chỗ đồ ăn là cái này là đồ ăn gì ta? Con này nó ăn gì nhờ? Thịt không ăn, trái cây không ăn. Được cái muốn ăn đấm rồi sao mọi người ạ? Mình không biết nó ăn cái gì cả. Hay là phải chế cái yên kia tem đó ta? E ít. Chúng ta cần nguyên liệu để bắt con này là con nguyên liệu gì trời? Con này nó ăn metal hả ta? Nếu mà ăn metal thì mình phải về đúng metal mọi người ạ. Ui mẹ ơi, ui gì đấy? Đấu xanh level 135. Rồi xuống luôn, vô luôn, vô chồng luôn, level 135. Trời ơi, ngon lành mọi người, cái này turbo bị cao á. Turbo 1000 luôn cả, thấy không? Con khứa này nó ăn cái gì á trời, ăn chắc ăn bê tổ mọi người, về đúng bê tổ mọi người. Ok, không bê tổ xong rồi anh bắt nó nha. Được rồi. Chắc clip mình dừng lại đây thôi mọi người. Để buổi sau rồi mình sẽ mò công thức rồi bắt thôi. Cái giờ clip này khá là dài rồi, nó thành ra là cả tí đồng hồ rồi, nên thành ra chắc là dừng lại đây thôi nha mọi người.